Chào em. Trai gì mà cô gái chán vậy? Mạnh mẽ nhất quá là anh. Anh rất chào em. Anh nhà ở đâu vậy? Nhà nghỉ em. Đố em biết tại sao con chó hay hỏi tại sao? Tại sao? Đó. Ủa anh thấy em đẹp nhất khi nào? Luôn đẹp hổ chàng. Anh, nhỏ kia nó kêu em mập như heo á. Nó dám nói gì hả? Con heo sao mập bằng em? Nếu em và người yêu cũ của anh á cùng rớt xuống nước thì anh cứu ai trước? Anh đâu biết bơi. Ngại quá, em không có đẹp được như trên hình đâu. Em yên tâm đi, trong hình em đâu có đẹp đâu. Tại sao lại yêu nụ cười của em nhỉ? Tại vì con người em quá bằng phẳng chứ có nụ cười là hơi cong một xíu. Tại sao ngày xưa anh không quen con Hà mà anh lại quen em? Tại anh ngu quá. Trong tình yêu á, có ông giữ, mất... Mất kiếm đứa khác anh. Tuy là miễn phí nhưng tôi lâu bằng miệng là phải tính tân tiền. Cuối năm qua nhà em nè, thì anh hứa mang theo cậu. Thinking about you, baby, just you. Thinking about you.
정말 이쁘다 이쁘다 이쁘다니까 왜 내 맘 잊지 않은 건데